Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã bước vào mùa trung thu của năm 2013. Và năm nay thì bên cạnh sự trỗi dậy của lồng đèn Việt Nam thì chúng ta còn thấy sự đổi mới của thị trường bánh trung thu với mẫu mã cũng như chất lượng ngày càng đa dạng và đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Phương Thảo và Kim Trinh về thị trường trung thu của năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm trở lại đây, trước sự xâm lấn của các sản phẩm đến từ nước ngoài, lồng đèn Việt Nam đang có những nỗ lực đổi mới rất thời sự để những chiếc đèn trung thu truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa người Việt Nam sẽ được nhiều người Việt và đặc biệt là trẻ em yêu thích hơn. Câu chuyện về những chiếc lồng đèn Hội An hay lồng đèn của các cơ sở sản xuất trong cả nước xuất hiện trong những dịp lễ hội lớn như 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, hay những chiếc lồng đèn treo trong những khu phố cổ Hội An xuất hiện trong những dịp lễ Tết Trung Thu, lễ hội Hoa Đăng trên sông, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, hay những lồng đèn trang trí trong các nhà hàng, khách sạn đã góp phần khơi gợi lại truyền thống dân tộc, làm đẹp hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách quốc tế và làm sống lại một ngành nghề tưởng chừng đã bị đẩy lùi vào dĩ vãng. Thưa quý vị và các bạn, thế là một mùa trung thu nữa lại đến. Cùng với chiếc bánh trung thu và đèn lồng Việt Nam đã trở thành nét đặc sắc không thể thiếu được của mỗi dịp trăng rằm. Trước sự xâm lấn của các cơ sở nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể chiếm lĩnh lại thị trường. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn câu chuyện thành công của một trong số các doanh nghiệp đã nỗ lực hết mình để có thể sản xuất ra chiếc lồng đèn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Đã từng đi nhiều nơi, tham dự nhiều lễ hội từ khắp mọi miền đất nước, ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Mới, vẫn đang canh cánh trong lòng nỗi ưu tư khi thấy người dân ở nhiều vùng, nhiều miền vẫn sử dụng các lồng đèn có xuất xứ ngoại nhập để trang trí. Với mong muốn thay đổi thói quen này và xây dựng một tâm lý sử dụng lồng đèn Việt trong văn hóa Việt, ông đã bắt tay vào nghiên cứu và tạo ra nhiều sản phẩm lồng đèn phục vụ cho các lễ hội trong nước. Đây là một cái điều mà tôi trăn trở nhiều năm, mà không phải tôi không đâu, là một số đồng nghiệp của tôi, những cái nhà kiến trúc cũng có suy nghĩ. Các bạn thấy rằng là nói đến lồng đèn thì không phải là lồng đèn trung thu không. Bất kỳ ở nước nào trên thế giới có người qua là có cái lồng đèn đó. Cái đó mình có thể khẳng định như vậy. Và Việt Nam mình thì nó sát cái biên giới với Trung Quốc, cho nên là nó ảnh hưởng cái lồng đèn đó rất là lớn ở cái văn hóa lồng đèn Việt Nam. Gần như mình quên đi cái chuyện là mình phải có cái lồng đèn thế nào để là nó biểu hiện cái dân tộc. Cái đó nó gây cho mình một cái khổ đau, một cái niềm đau nó cũng rất là dai dứt. Thì từ cái suy nghĩ này ra thì tôi nghĩ là tại sao chúng ta không xây dựng ở Việt Nam mình một cái văn hóa đèn lồng Việt. Dựa vào các danh lam thắng cảnh di tích lịch sử Việt Nam như đèn lồng Quốc Tử Giám mô phỏng cổng vào Văn Miếu, lồng đèn hoa sen chùa Một Cột, ông Khánh cùng với các kỹ sư trẻ của công ty đã tạo ra nhiều mẫu mã sản phẩm lồng đèn thuần Việt. Chúng tôi làm ra một số mẫu, ví dụ như cái đèn nó lấy tên là ngàn năm Thăng Long, hay là đèn Quốc Tử Giám, hay là đèn chùa Một Cột, nhân dân thì nó mang nặng cái văn hóa Việt mà nó rất là thuần Việt trong cái này, thì đưa ra đó. Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng không phải đơn giản. Tôi mong rằng là sẽ có nhiều nhà tâm huyết hơn nữa, đi sâu vô cái này hơn nữa. Thì nó không phải là ngày 1, ngày 2, mà cái này nó không thể tính theo năm, mà có khi là chục năm, trăm năm vân vân. Chúng ta cố gắng quyết tâm làm sao đó để xây cho được cái văn hóa lồng đèn Việt. Đó là cái niềm mơ ước của chúng tôi hiện nay. Khác với các sản phẩm lồng đèn xuất xứ nước ngoài sử dụng nhựa tái chế, phủ sơn bắt mắt, ông đã sử dụng nhựa PP/PS, giấy ghép màng OPP cho sản phẩm lồng đèn thuần Việt của mình. Các mẫu thiết kế được tạo hình trên bản vẽ 2D, 3D, phối hợp giữa 2 và 3 chiều. Phương pháp in offset sẽ được ông Khánh cùng đội ngũ kỹ thuật viên nghiên cứu, cải tiến để có thể in trên nhựa, màng OPP và ứng dụng vào việc sản xuất các loại đèn lồng trung thu, đèn trang trí. Những năm qua, đèn lồng của công ty từng bước có mặt trên thị trường và chiếm thị phần lớn trong loại đèn lồng trang trí. Với những đổi mới rất thời sự, cũng mong muốn tạo ra những sản phẩm lồng đèn đánh vào thị hiếu của trẻ em Việt Nam. Mùa trung thu 2013 này, công ty của ông Khánh đã tạo ra nhiều mẫu đèn lồng mới rất bắt mắt, đa dạng từ kiểu dáng đến mẫu mã thiết kế. Đó là những mẫu lồng đèn siêu nhân, lồng đèn của những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, lồng đèn hoa sen hay những lồng đèn ông Địa, chú Tiểu, Đoàn Múa Lân. Ông Khánh tiếp tục băn khoăn vì đèn lồng mang thương hiệu Việt vẫn chưa có nhạc Việt. Ông mạnh dạn đầu tư đặt hàng sản xuất 1 triệu sản phẩm phát hai đoạn nhạc trong bản rước đèn ông sao và rước đèn tháng 8. Đồng thời đầu tư mua thêm 1 triệu sản phẩm đèn LED có khả năng cung cấp ánh sáng cho loại đèn lồng này trong khoảng nửa tháng. Từ lâu rồi đó thì cái đèn Trung Quốc đó là nó qua toàn là nhạc Trung Quốc không à.
Thì năm nay tôi đầu tư khá mạnh để làm hai cái bản nhạc này. Như thế là tôi đã mua bản quyền hai cái bản nhạc của hai nhạc sĩ Việt Nam để làm cho các cháu thiếu nhi ở Việt Nam có nhạc Việt Nam trong cái lễ hội Trung Thu. Cùng với các cơ sở sản xuất khác, những chiếc đèn lồng được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam với mẫu mã luôn luôn đổi mới, kiểu dáng đa dạng và vật liệu an toàn với trẻ em đang được người tiêu dùng trong nước đón nhận. Với những đổi mới này, các doanh nghiệp trong nước đang dần lấy lại vị thế của mình và góp phần tạo nên một mùa Trung Thu đậm đà bản sắc Việt Nam. Huỳnh Văn Khánh được mệnh danh là hiệp sĩ của in offset, 3D và đèn lồng ở Việt Nam với những nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ. Ngoài ra, ông còn cải tiến và sáng chế các thiết bị máy móc phục vụ cho ngành in và sản xuất lồng đèn. Với những người có tâm huyết, người Việt Nam phải có văn hóa lồng đèn riêng của người Việt Nam. Trong tương lai không xa, lồng đèn mang đậm bản sắc văn hóa và dấu ấn lịch sử của người Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều hơn trên những con phố du lịch, những lễ hội truyền thống, tạo nên bản sắc lồng đèn đặc trưng riêng của người Việt Nam.